Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại VODC nhé. Hôm nay thì mình đang có mặt tại đường Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ để khảo sát và tư vấn một cái mặt bằng cho hai em Long và em Tuấn. Thì đây là một cái khu vực làm dịch vụ về chăm sóc xe và độ xe, đang có cái diện tích tổng là 360 m², mặt tiền là 18 m và sâu vào là 20 m. Ở đây được phân ra thành hai khu vực làm riêng biệt, một khu vực chuyên để làm độ xe và một khu vực chuyên để làm rửa xe và thêm một số phòng chức năng nữa. Thì mời các bạn đi vào bên trong để cùng mình tham quan qua toàn bộ cái khu vực của trung tâm bao xe của em Long và em Tuấn nhé. Thì ngay cái bên ngoài này nó rơi vào 9 m và rộng là 18 m, đó đất lưu không của thành phố chưa sử dụng đến, thì hiện tại em đang tận dụng cái khu này để làm khu vực xe chờ và sau này có thể làm những cái máy sóng ra bên ngoài và đổ cái phần lề nó sẽ phẳng từ phần vỉa hè vào đến bên trong xưởng để làm khu vực xe chờ và có thể là làm dịch vụ nhanh tại khu vực ngoài này. Và bên tay trái mình đây đó là chính là khu vực phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách được bố trí như nào thì mời các bạn đi vào bên trong này. Đây thì bạn nhìn thấy nhá, phòng tiếp khách này nó sẽ có một cái khu vực cắt phần tường thoáng đây để làm cái vách kính nhá, để khách hàng ngồi có thể nhìn trực tiếp ra bên ngoài. Tiếp tục đến đây là một cái phần cửa chính để khách hàng vào bên trong phòng tiếp khách và một cửa sổ cũng làm vách kính để khách hàng có thể nhìn ra bên ngoài được. Thì cái cửa sổ đó là cái khu vực để một cái quầy thu chi và một cái bàn làm việc của chủ trung tâm luôn nhé. Khu vực này sẽ là để một cái bàn thần tài đó. Và đây các bạn nhìn thấy này, từ cái vách này bám sát cái chỗ phần điều hòa, cái phần cửa từ bên nhà vệ sinh khu vực phòng nghỉ sang thì sẽ là một cái phần khu trưng bày thành chữ L luôn nhé, làm tủ trưng bày khu vực này. Và giữa này sẽ chính là phòng tiếp khách đó. Phòng tiếp khách ngồi đây thì sẽ nhìn bao quát toàn bộ ra bên ngoài khu vực làm dịch vụ về chăm sóc xe. Phần cửa này đi từ phòng khách sang bên khu vực làm dịch vụ xe và cũng từ dịch vụ xe đi vào phòng tiếp khách. Bên này thì bố trí một cái khu vực phòng vệ sinh này. Khu vực này là khu vực bếp ăn, nấu ăn trực tiếp ở khu vực bên này. Và bên trong này là khu vực phòng nghỉ của nhân viên, của anh em bên trong, cắt ra rơi vào tầm khoảng 12 m² để cho phòng nghỉ anh em ở đây. Còn cái khu vực quan trọng nhất đó là khu vực làm dịch vụ về chăm sóc xe thì sẽ bố trí như nào? Bên này sẽ bố trí thành ba cái khoang riêng biệt. Cái khoang mình đang đứng đây chính là khoang làm dịch vụ chăm sóc chuyên sâu rửa mái dọn thất đó tại khu vực này đó. Và bên tay phải mình đây là khu vực lắp đặt cầu lưng hai trụ để sửa chữa nhanh và độ xe tại khu vực này. Đây là hai cái phần móng cầu này đã được đổ sẵn để chờ ngày được ngày sẽ quay vào lắp đặt nhá. Cái móng cầu này sẽ chờ được đủ 14 ngày, khi bê tông nó chết rồi lên mùn trắng thì mình sẽ quay vào lắp đặt cầu lưng hai trụ. Sang bên này là khu vực làm rửa xe. Làm rửa xe toàn bộ xe rửa sẽ được làm tại khu vực bên này. Ở đây thì sẽ có hai lối vào. Lối vào rửa xe đây. Khi rửa xe ở đây xong, lùi ra để ra bên ngoài. Nhưng khi khu vực bên cạnh này đây, khu bên cạnh này là đón toàn bộ xe vào để làm đánh bóng phủ ceramic và dán phim nhá. Đây, đây có một cái lối khu dân sinh này để đón trực tiếp xe vào khu vực này. Đây, khu vực này thì sẽ là làm phòng dán phim, lắp đặt đồ chơi chuyên sâu và liên quan đến cái dịch vụ về đánh bóng phủ ceramic. Có ba cái cột này. Ba cột này sẽ làm cái cửa cửa lùa. Khi có xe làm dịch vụ thì mình sẽ đóng cái cửa lùa lại để không bị bụi và không bị gió vào. Nhưng khi không làm dịch vụ thì mình sẽ lùa cái cửa ra để toàn bộ nó sẽ thành một khu vực thoáng hết luôn để mình làm cái dịch vụ. Một khoang này, hai khoang này, ba khoang, bốn khoang ô như này sẽ là bốn cái ô để mình làm cửa cuốn. Khi hết ngày mình sẽ kéo toàn bộ cửa cuốn xuống và khi buổi trong ngày làm việc mình sẽ kéo toàn bộ cửa cuốn lên thì nó rất là phù hợp và nó sẽ rất là gọn gàng. Mình vẫn mang tính chất là một cái trung tâm nó rất là mở, nó rất là thoáng và nó không bị bí. Nhưng khi là buổi tối đến mình vẫn đáp ứng được cái sự an ninh, an toàn cho cái khu vực này. Thì đây là toàn bộ cái khu vực trung tâm giao xe của em Tuấn và em Long tại thị xã Phú Thọ đã được mình khảo sát và tư vấn tính toán thiết kế cho em lên để em lên cái mô hình ở đây. Và các bạn hãy chờ mình. Cái mô hình của hai em khi xong rồi thì mình sẽ có một cái video tổng thể cho anh em xem nhé. Cảm ơn em đang theo dõi video, hẹn gặp lại anh em video sau nhé.